ำดีดีเท่าไหร่จังไม่จังได้ค่าได้จังล้านแล้ววะดีดีกุ้งThì trong quá trình các cháu tìm hiểu đến điều này đã hai cháu là quyết định xây dựng hạnh phúc với nhau trong toàn đời. Thế nên tôi cho phép rồi thì tôi xin còn những cái đâu chiếm toán cho tôi là cái gì đẹp là xin phép tôi. Ta nhớ ra người sẽ.Vừa này gần nhất, đưa nước đi bằng xa đi. Để khi còn vòng vào còn quay ra thế này. Mới dân muốn. Đưa con đưa cày tận cùng. Lên mâm đi, lên mâm đi. Đây là tổ. Phật niệm mùng nó tới. Mùng ta mùng.Con của con ngồi đây mùng tới mới mùng đi là mùng cả mùng non ơi mùng mùng ơi mùng à hai chú bơi đi gọi anh đó con à hết chưaVâng, xin mời hai em hãy quay trở về hàng ghế chỉ dành riêng cho hai em mà thôi.Ngày hôm nay chính thức đã có chồng và chú rể chính thức được làm chồng cô dâu, xin quý vị một tràng vỗ tay cho cô dâu chú rể ngày hôm nay ạ. Hôm nay anh ngày thôi ngày liền đã và cũng là được sự tìm hiểu của con của cháu thì được sự cho phép của hạ bên gia đình và chính quyền của hạ cơ sởGiữa Tài Phòng và Xuân Phòng thì hôm nay đưa con thuống muốn con huê đã ăn lô cơm mặc lô áo hoặc lô cây đức cây đáo của tân phổ tân mế thì tang đi chẳng mắt hỏi ở thì tân phổ tân mế hả phải đấy phải pháo thường ấy thường đã để còn tháo mà pháo đã để còn hiền để dù hiền cháu tháo cho phổ cho mế và với giờ phút đi thôiCậu võ răng đã lù đi chào chạc, mà bác đi chào thầy. Thì bữa này mà thì đến còn đến cái thành phố dân mê đấy. Xin cảm ơn thành phố này. Kính thưa các cô ông, cô bà, cô dì, chú bác. Các anh, các chị, thanh niên nam nữ, bạn bè của hai cháu. Tôi là ông của các cháu, nhưng mà cũng rất là xúc động và cảm động nữa.Vì thế hệ chúng tôi là già, cỡ che già măng mọc. Trong một quá trình tìm hiểu, hai cháu đi đến quyết định xây dựng gia đình với nhau đến trọn đời. Được sự giúp đỡ của hai gia đình tạo điều kiện và cho phép của chính quyền địa phương của hai xã. Chúng tôi chọn mãi hôm nay được cái tháng là đẹp rồi.
cái ngày càng đẹp và cái giờ cực kỳ đẹp hơn nữa. Lời đầu tiên cho phép tôi đại diện cho gia đình nhà trai xin kính chúc sức khỏe của các cụ. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với Quang Long từ 1 đến 3. 1 2 2 2 3 nhạc này.
bán hạt thôi, anh đi đón mọi người rồi, anh đi rồi, đi.